làm video đất nền về nhân trạch đang vô cùng sốt tại thời điểm hiện nay. Đấy, các chị biết là trong những ngày vừa qua thời tiết vô cùng nóng bức. Chính vì vậy mà cái cơn sốt đất tại Đồng Nai, đặc biệt là khu Nhân Trạch hay là khu Long Thành đang vô cùng sốt. Và hôm vừa rồi thì tôi có nhận một cuộc gọi điện thoại của một cái chị đó. Là chị nói là bây giờ thì giá bên thành phố Hồ Chí Minh nó quá cao đấy em ạ. Và thực sự là đối với những hai vợ chồng chị không thể nào mua được. Thì em thấy là Nhân Trạch có những cái vị trí nào giá mua được không? Thì hôm nay tôi sẽ đi qua thị trường Nhân Trạch, tôi sẽ quay cái chị thấy. Và đây là một trong những vị trí về đầu tư. Thì tôi nghĩ là bây giờ hiện tại các nhà đầu tư á, thì họ ở đây á, họ đa số là họ đi một nơi nó các khu vực như Phú Hữu, Phú Đông hay là Đại Phước á, rồi những cái nơi khác. Đa số là họ đầu tư đây rất là nhiều, nhưng mà họ mua những cái nơi mà giá nó rẻ hơn và xa hơn một chút. Còn những nơi này thì giá bây giờ là ngoài mặt tiền này này, thì nó rơi tầm là, đây là đường Lý Thái Tổ ngay chỗ Phú Hữu, cái cầu mà các chị đi xuống á, thì nó rơi tầm là mặt tiền này 35 đến 45 triệu mét rồi. Đấy, nhưng mà rất ít người bán. Và đối với các bất động sản nó nằm trong hẻm á, các hẻm ở cái con đường này thì nó rơi vào tầm là 15,5 triệu cho tới khoảng là 18 triệu một mét vuông. Thì bên này thì có thể các nhà đầu tư họ thấy rằng bây giờ nó rất là cao rồi, đúng không? Nhưng mà đối với các chị mà mua để ở thì chúng ta biết là hiện tại bây giờ chưa có cái cầu, thì dù sao cái đoạn Phú Hữu này các chị đi sang thành phố Hồ Chí Minh cũng rất là gần, rất là gần các chị ạ. Đó, thì các chị có thể lưu ý ở cái vị trí này. Và cái vị trí này á, các chị ở cũng rất là mát. Đó, còn đối với các nhà đầu tư á, thì họ sẽ đi tìm những bất động sản khác đa số giá sẽ rẻ hơn, để sau này họ có mức lợi nhuận tốt hơn. Chính vậy mà tôi muốn làm video này để gửi tới các chị, nhất là các chị đang có nhu cầu mua ở thực mà không còn đủ tài chính để chúng ta mua đất ở bên quận 9 hay là thành phố Hồ Chí Minh. Và tôi làm video này để đi khảo sát tình hình thị trường tại bất động sản Nhân Trạch và các khu vực đang xảy ra sốt đất. Các chị biết là sau cái buổi làm việc vào cuối tháng 4 2019 vừa rồi á, thì giữa ban lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh đã có một cuộc họp liên quan đến cái việc là đầu tư xây dựng cái cây cầu Cát Lái. Đấy, thì hôm nay ngay hôm sau á, thì các sàn giao dịch bất động sản rất nhiều các môi giới đã đứng dọc con đường Lý Thái Tổ. Lý Thái Tổ này của huyện Nhân Trạch, mọi người thấy không? Đó, Đồng Nai, và bắt đầu chào bán các dự án đất nền mới với một cái mức giá được thiết lập, một mức giá mới hơn. Đấy. Lúc này khi mà tôi đi một vòng thì giá đất bắt đầu đã có hiện tượng sốt tăng nhiều ở khu vực như thế là Phú Hữu này, Đại Phước và Phú Đông, Phú Thạnh cũng có, Phú Hội và rất nhiều nơi khác ở bên cái huyện Nhân Trạch này. Và gần cả tháng nay á, cái câu chuyện là đất đai ở huyện Nhân Trạch đã trở nên phải nói là khá nóng rồi. Giá đất đã bị thổi lên, nó khoảng từ là so với cùng kỳ năm ngoái thì nó thổi lên khoảng tầm là 30-50% so với trước đó. Và người mua đất phần lớn là dân đầu cơ để kiếm lời là nhiều. Chỉ cần các chị vừa qua khỏi cái phà Cát Lái á, là chúng ta đã cảm nhận được cái sự sôi động, sức nóng của thị trường ở nhà đất ở khu vực huyện Nhân Trạch này rồi. Các chị biết là các sàn giao dịch này, công ty nhà đất này mọc lên san sát nhau. Rồi quán phở, cà phê, thậm chí là chỗ bán gà vịt cũng trưng bảng quảng cáo bán nhà đất rất là nhiều. Đấy, các chị xem đây các chị sẽ thấy. Và rất nhiều quán ăn mở lên để phục vụ cho rất nhiều người đi sang đây xem đất này. Đó. Và chính những công ty nhà đất đây và nhân viên ở đây. Đấy, nghĩa là các môi giới đây rất là nhiều. Và dự án trên các chị biết là lâu nay được người dân, doanh nghiệp chủ Đồng Nai bị cái dự án cái cầu này á là rất là lâu rồi. Lâu nay được nhiều người dân này, doanh nghiệp Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh họ trông đợi rất là nhiều. Cây cầu Cát Lái nó được xây dựng á, các chị biết là nó xây dựng để thay thế cho cái phà Cát Lái hiện tại. Đấy, nó tạo thuận lợi lớn cho công việc là lưu thông giữa hai bên, giữa thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Các chị biết là mỗi cái mùa du lịch nhá, người ta phải đi qua con đường này để chúng ta về Vũng Tàu hay là qua tỉnh khác, nó sẽ gần hơn so với chúng ta đi con đường quốc lộ 1A. Đó. Và các chị biết hiện nay á, thực tế là do quá trình tốc độ đô thị hóa quá nhanh,
của thành phố Hồ Chí Minh. Đó, các chị xem bên quận 2, tôi quay video vừa rồi á, các chị thấy là quận 2 giờ rất phát triển và thành phố Hồ Chí Minh đã rất phát triển rồi, đúng không? Và chính cái sự phát triển quá nhanh này nó đã khiến trong cái thời gian qua, vào những cái giờ cao điểm á, các dịp lễ nhiều người được nghỉ để về quê hoặc đi du lịch á, hoặc là các dịp Tết đến xuân về thì khu vực Phà Cắt Lái thường bị kẹt xe kéo dài trong nhiều giờ do cái lượng người đi quá đông. Vì các chị biết là mỗi lần mà các chị đi qua phà cũng mất khoảng tầm 50 phút. Và mỗi lần đi phải đợi 50 phút và đi qua phà thì các chị mất khoảng tầm 10-15 phút nữa. Ok, bây giờ tôi sẽ đi vào một cái hẻm này. Đấy, giá mặt tiền là cái hẻm này đi. Cái hẻm trong này đấy, ngay ở chỗ vị trí này, trên mặt đường này. Đấy, trên mặt đường này thì người ta bán là 20 triệu mét. Nhưng mà thường thường đó là cũng không có nhiều người bán đâu. Đó, định giá bây giờ là 20 triệu nhưng mà rất ít người bán ở đây. Đó, trong này có một cái lô đất. Thì nếu các chị mua ngoài mặt tiền như thế này thì là 20 triệu mét, nhưng mà rất ít người bán. Nhưng nếu các chị đi mua vào bên trong một chút, đây, đây có một dự án họ đang bán này. Ở trước đó là các nhà đầu tư họ đã ôm đất rồi và bây giờ họ đang thả ra để thu hồi vốn về. Đấy, chủ đầu tư, các nhà đầu tư họ nhả ra để họ thu vốn về. Thì các chị mua những cái mặt tiền này thì khoảng 20 triệu mét. Còn mua bên trong á, nó rơi tầm 15 triệu và cho đến 18 triệu mét vuông. Đó, nhưng mà chỗ này tôi nghĩ là so với bên quận 9 chẳng hạn đi. À, về vị trí địa lý, đôi khi quận 2 các chị sang bên từ Nhân Trạch như này, các chị đi sang bên quận 2 đôi khi nó còn gần hơn và vị trí địa lý đôi khi nó còn đẹp hơn cơ, đúng không? Các chị tưởng tượng là cái cầu đó nó chỉ cần được xây thôi thì sao ạ? Thì không khác gì các chị di chuyển từ quận Nhất sang quận 4 hay là từ quận 4 sang quận 7, chỉ qua một cây cầu nó rất là gần, đúng không ạ? Như vậy nó sẽ vị trí nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Và chúng ta sang đây, nếu chúng ta ở được những vị trí này á, với cái giá tiền này thì tôi nghĩ là khá hợp lý. Ở đây thì nhiều nhà đầu tư họ sẽ họ rất ít để mua chỗ đây nữa, bởi vì đối với họ thì bây giờ là giá nó đã cao rồi, đúng không? Đã cao rồi thì nó sẽ không đạt được cái mức lợi nhuận mà kỳ vọng của họ, bởi vì bây giờ là 20 triệu mét rồi, đúng không? Đấy, nhưng mà đối với những người ở thực thì chúng ta cũng không quan tâm nhiều. Chúng ta quan tâm là mua chỗ này đôi khi là không khí rất là mát mẻ. Hay các chị ở đây, các chị thấy là nó rất mát, đôi khi mát hơn các chị mua những cái dự án với quận 9 cơ. Bởi vì nó được bao sông rất là đẹp, một vị trí nó tương đương đẹp như quận 2 đấy, và nó rất mát như vậy. Còn nhưng mà cái số tiền các chị bỏ ra lại ít hơn rất là nhiều, đúng không? Và hiện tại bây giờ thì cái cầu chưa xây xong á, thì các chị di chuyển nó cũng rất là gần. Các chị vào trung tâm từ quận 2, sau đó cho các chị đi đường Mai Chí Thọ qua hầm Thủ Thiêm. Đấy, các chị sang quận Nhất hay các quận trung tâm cũng khá là gần rồi. Đó. Còn Nhân Trạch thì còn rất nhiều cái dự án, nếu các chị sang các chị không hiểu biết đó, thì chúng ta rất tinh bởi, đúng không? Đây là một trong dự án mà các chị có thể lưu tâm nếu chúng ta ở thực nhé. Còn những nơi mà rất là xa các chị đi mua, tôi thấy Nhân Trạch đi rất là xa, đôi khi đồng không mong quạnh chỗ đó. Thả bò không à? Mà người ta bán được cách khoảng 15-20 cây Phà Cắt Lái. Chỗ này thì ngay Phà Cắt Lái các chị đi ra có tầm 2-3 cây thôi, nó khá là gần. Còn kia 15-15 cây bán giá rất là cao, thì tôi nghĩ rằng chỗ đó nó khá là xa rồi. Đó. Và tôi đang nói câu chuyện về cái phà. Đấy, các chị biết là mỗi lần qua phà nó cũng mất khoảng tầm là 15-20 phút, vì là khoảng 4 cây số. Nhưng mà mỗi lần thì cái phà này ấy, nó lại không chở được nhiều. Đấy, chính vì vậy mà cái cây cầu này về mặt quy hoạch á, thì nó đây là một cái quy hoạch rất là chiến lược, kết nối giữa sân bay Long Thành, nó còn kết nối với sân bay Long Thành, giúp giảm tải cho sân bay Tân Sơn Nhất. Vì các chị biết là mỗi lần mà ra sân bay Tân Sơn Nhất đó, gần như là kẹt cứng luôn, làm thủ tục đợi rất là lâu, hay có nhiều đường bay bị trễ chuyến. Chính vì vậy mà nếu sân bay Long Thành và cầu Cát Lái làm xong, điều này nó không chỉ giúp giảm tải cho thành phố Hồ Chí Minh về mặt giao thông, đúng không ạ, mà nó còn giúp là thúc đẩy kinh tế cho cả hai tỉnh, tăng cường thêm cái đường bay, như vậy thì giúp thúc đẩy khách du lịch tới Việt Nam nhiều hơn nữa, đúng không? Càng nhiều đường bay thì người ta thuận lợi hơn. Đó. Chính vì vậy mà những cái thông tin về cái cầu Cắt Lái này á, và thông tin sân bay Long Thành sắp khởi công đã khiến cho thị trường Nhân Trạch đã nóng, nay lại còn nóng hơn nữa, đúng không ạ? Và khảo sát cái giá đất mặt tiền cái khu vực đường Lý Thái Tổ này là nó rơi vào tầm là 35 tới 45 triệu mét vuông tùy vị trí nhé. Gần như nhà nào có đất giao bán là có người đến người ta hỏi mua ngay. Đó. Trong hẻm thì các chị thấy đó thì giá mềm hơn, nó tầm là 20 triệu đồng mét vuông. Và đất
bên trong hẻm nhưng mà thêm một sẹt á, thì nó rơi dao động là 15 cho tới 18 triệu đồng mét vuông, như cái dự án vừa rồi tôi quay các chị thấy. Thì chỗ đó nếu chúng ta mua để ở thì tôi thấy là rất là hợp lý, đúng không? Còn đối với nhà đầu tư thì họ thấy là 18 triệu mà bây giờ để tăng lên thành 30 triệu trong đó thì rất là khó đối với họ, đúng không? Thì họ đi xa hơn và họ kiếm những lô đất giá nó rẻ hơn. Và các chị biết là trên cùng một con đường khu vực này thì giá gần, giá có cái giá cao gần cái chợ Đại Phước á, nếu các chị đi qua, giá đất nền thổ cư nó đều trên là 40 triệu đồng mét vuông rồi. Và đất nông nghiệp nó tùy khu vực, giá nó khoảng là 600 đến 2 tỷ đồng một mét vuông. À, tôi nói luôn là tôi nói rồi, cái cầu Cát Lái là nó chỉ mới họp thôi, còn chưa biết là nó đã xây không. Nhưng mà bên này đã là rất nhiều các nhà đầu tư họ đã để sang đây, họ gom đất rồi và họ nhào nhào họ nhảy vào, họ đầu cơ. Các chị thấy không ạ? Nhưng mà về hạ tầng thì Nhân Trạch vẫn chưa có gì thay đổi quá nhiều. Đó, có nghĩa là cái giá nó vượt qua cái giá trị của nó rồi. Đấy. Tất nhiên là tôi đã nói rồi, Nhân Trạch có những vị trí các chị có thể mua được, nhưng có nhiều vị trí nhà đầu tư họ chỉ sang để là đầu cơ sang tay thôi, và những cái vị trí đó nó rất nguy hiểm. Đó, tôi giải thích một chút là nó rất nguy hiểm. Nếu các chị nhảy vào mà nếu cơ số đất nó qua đi thì các chị biết là nó giống trò chơi á, là trò chơi là tung tung cái hòn cục nóng đấy, và cục nóng cứ luân chuyển người này qua người kia, và mỗi lần tung vẫn càng nóng lên đấy, mỗi lần tung như vậy thì càng nóng lên, giống chuyện là cứ mỗi ông là sang tay một người lại là ăn chênh lệch một giá, đúng không? Và cái trò chơi này nó sẽ kết thúc khi mà không còn người chơi nữa, và cái người chơi cuối cùng á, nếu mà cầm phải khi người ta rút ra hết thì cái người đó sẽ bỏng tay, và tôi hy vọng nó không phải là cái chị đó. Còn về ở thì bên Nhân Trạch, nếu những cái nơi mà tôi vừa nói với rồi ở rất là tuyệt vời, còn nếu mà đầu tư thì các chị phải xem xét rất là kỹ nhé, rất là kỹ. Bên nơi thực ra là nó đang có sự sốt ảo cục bộ bên này rất là nhiều nên nó rất nguy hiểm. Các chị hãy nhớ những bài học về Đà Nẵng nhé, hay là bài học về quận 9 chẳng hạn đi, có rất nhiều nơi nó tăng giá vì đó là giá trị thực và nhu cầu thực, có những nơi nó tăng giá vì sốt ảo đấy, các chị phải phân biệt ra trước khi chúng ta nhảy vào chúng ta đầu tư. Và các chị biết là thời điểm này á, ngoài đất thổ cư thì đất nông nghiệp cũng được rất nhiều các nhà đầu tư họ săn mua với giá rất là cao. Nếu các chị để ý khi mà đi qua bên khu vực này dọc các tuyến đường lớn của huyện Nhân Trạch á, thì các chị sẽ bắt gặp rất nhiều các bảng hiệu mua bán đất. Và theo một số môi giới đất ở Nhân Trạch á, thì hiện tại đất nông nghiệp được mua bán đi bán lại rất là nhiều. Đấy, đất nông nghiệp mua khoảng 2 triệu đồng mét vuông thì khả năng nó tăng lên là 4 triệu đồng mét vuông, gấp đôi. Đối với họ nói là rất khả quan. Tôi thấy là họ tư vấn nếu mà anh mua đất nông nghiệp là 2 triệu đồng và nó có khả năng tăng lên 4 triệu đồng gấp đôi là rất khả quan. Còn đất thổ cư sẽ không tăng mạnh như vậy nữa. Đúng vậy. Bởi vì các đất thổ cư mà các chị biết là khu kia mà đã 20 triệu mét vuông rồi, nó rất khó để tăng. Nó rất khó để tăng. Đúng không? Nhưng mà nếu chúng ta mua để ở thì rất tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng bỏ một giá tiền như vậy, chúng ta mua để ở thì tôi nghĩ là đó là một phương án cũng rất là tốt. Còn đất, và các chị biết là những cái bên trong đã là 15 18 triệu đồng, bên hẻm rất là sâu rồi đúng không? Thế nhưng các chị khi mà đi đầu tư các chị trước khi chúng ta trúng tiền thì chúng ta chưa bao giờ đặt một câu hỏi rằng liệu rằng cái cầu Cát Lái khi nào sẽ xây và xây bao lâu thì sẽ xong. Đấy, và câu hỏi tiếp theo là nếu các chị nhảy vào không may thị trường nó đứng lại, chúng ta mua đất nông nghiệp chẳng hạn đi đúng không? Chúng ta đang kỳ vọng là từ 2 triệu như lời tư vấn chẳng hạn đi lên 4 triệu, mà bây giờ hiện tại bên Nhân Trạch rất nhiều người, rất nhiều chủ đầu tư họ đang mua đất nông nghiệp và hy vọng sẽ lên thổ cư được để bán ăn chênh lệch, vì 2 triệu mà lên thổ cư được mà bán đang thì tình trạng sốt thế này, mà nếu cái cầu nó xây thực thì họ sẽ rất là lời đúng không? Có thể từ 2 triệu nó thành 10 triệu đến 20 triệu sao, đúng không? Nhưng mà khi mà nhảy vào, các chị phải đặt câu hỏi là nếu mà các chị nhảy vào không may thị trường đứng lại thì sao, thì miếng đất của mình có bán được không? Đấy, đó gọi thứ nhất. Và nếu không bán được thì mình có chịu nổi chờ đợi được cái cầu nó trong bao lâu? Đấy, vì cầu này đang kiến nghị thôi. Và câu hỏi tiếp theo là nếu mà các chị mua đất nông nghiệp mà liệu rằng là mình có thể xin tách thửa lên thổ được không? Đúng không? Bởi vì là nghe lời tư vấn thì chúng ta rất là dễ dễ xin lên nhưng mà chưa chắc gì. Và nếu không lên được thì sao? Đấy, có những trường hợp mà chúng ta không thể lên được và không may là thị trường bị đứng lại, đúng không? Hoặc là Đồng Nai ra sắc lệnh là không cho lên thổ cư nữa thì sao? Các chị biết là những cái đợt ở khu những cái khu mà khu đặc khu á, thì khi mà người ta ra một sắc lệnh là không cho phân lô bán nền nữa thì gần như thị trường đứng hình, chỉ cần một sắc lệnh của nhà nước thôi. Các chị biết là chỉ cần một sắc lệnh nhà nước thôi thì nó sẽ làm cho thị trường sốt lên, nhưng cũng chỉ một sắc lệnh thôi nó sẽ làm cho thị trường đứng hình.
Đó, thì liệu rằng nó đứng lại bởi một sắc lệnh đó thì các anh chị có chịu nổi không? Và nếu mà cái miếng đất nông nghiệp của các anh chị khi mà các chị mua thị trường đứng lại và không bán ra được và sau đó là nó dính phải quy hoạch công viên cây xanh thì mình có chịu đựng được không? Đúng không? Vì đôi khi chúng ta chưa tất tay mà lại còn vay ngân hàng nữa. Đúng không? Chúng ta phải vay bạn bè người thân nữa để chúng ta đi đầu tư lướt sóng và không ngờ là bị dính quy hoạch, thì chúng ta có chịu đựng được không? Và chúng ta còn còn những cái phương án dự phòng, quỹ dự phòng của nó không? Đó là một trong các câu hỏi mà các chị cần phải trả lời trước khi mà các chị nhảy vào thị trường này. Đó, nếu các chị chấp nhận mua những bất động sản nông nghiệp để lời cao thì rủi ro nó cũng rất là cao, đúng không? Và rủi ro đó mình có chịu đựng được không? Nếu mà các chị chịu đựng được, tôi nghĩ các chị là có thể tham gia được, đúng không? Vì các chị biết là có nhiều người họ cũng lướt sóng, họ mua đất nông nghiệp nhưng mà họ có số tiền khá lớn và họ có kinh nghiệm, tôi gọi là nguồn lực ở trong này và mối quan hệ, thì họ có thể thoát hàng ra được, đúng không? Và họ có thể chịu đựng được dù nó có đứng hình và họ còn còn dòng tiền khác. Nhưng đối với những anh chị chưa kinh nghiệm mà tài chính của mình rất là ít và mình rất là ham và mình nhảy vào và khi nhảy vào không rút ra được thì gần như chúng ta đã chơi một chơi tất tay đấy, như vậy thì nó rất là mệt mỏi cho chúng ta. Thế nhưng các chị phải hiểu là thì các chị hãy coi chừng cái chuyện mà chúng ta sẽ bị trắng tay, đúng không? Thực tế là thời gian qua thì tôi vẫn biết là không ít các nhà đầu tư theo chiến lược lướt sóng đất ở Nhân Trạch họ đã kiếm về một số khoản lời khá khá đấy. Tuy nhiên chắc chắn trong cuộc chơi này sẽ có người chiến thắng và có người hy sinh nằm lại mãi mãi trên chiến trường đó, và rủi ro nó sẽ rơi vào những người mà mua cuối với cái giá chốt rất là cao không thể bán ra được. Tôi nói rồi, đây là một chơi là chúng ta tung cái hòn hòn đá nóng cho người này và người kia, đúng không? Và nếu giá cao thì sẽ phải không thể bán ra được. Hãy nên nhớ là Nhân Trạch có rất nhiều các khu đô thị cách đây nhiều năm đấy bỏ hoang và bây giờ nó vẫn đang hiện hữu đấy. Rủi ro xảy ra là như các chị nhà đầu tư cá nhân, các chị mua đất nông nghiệp chỉ vì giá rẻ chỉ trên 1 tỷ đồng một sào và do không kịp thoát hàng ra được. Và nếu xảy ra sau này chính quyền có khi là có các dự án họ triển khai như thế là công viên cây xanh này, đúng không? Lúc này chính quyền họ sẽ thu hồi đất và số tiền bồi thường nó chỉ rơi vào tầm là 200 triệu đến 300 triệu đồng trên một cái sào là 1.000 m² thôi. Như vậy thì người đầu cơ sau, người đầu cơ mà ôm sau cùng á, tôi gọi là ôm phải cái vin vin cái viên gạch lửa cuối cùng á, thì sẽ lỗ rất là nhiều. Cũng chính các chị biết là cái việc này á, cũng chính từ phía chính quyền các địa phương họ cũng rất là ngán ngại cái chuyện là số đất, vì khi mà muốn thực hiện các cái dự án á, công tác thu hồi trở nên rất là khó khăn do cái giá bồi thường thấp hơn so rất nhiều so với giá thị trường đang sang nhượng, đúng không? Bởi vì các chị biết là các chị bỏ ra 1 tỷ mà bây giờ là bồi thường có 200 triệu thôi, vậy là các chị không chấp nhận điều đó được, đúng không? Và nó rất là khó giữa hai cái chuyện thương lượng đấy, đôi khi là phải cưỡng chế này coi là như vậy. Chính vậy mà khi mà các chị bỏ tiền ra mua một cái đất nông nghiệp khoảng 1 đến 2 tỷ trên một sào, đợi giá nó tăng cao sẽ bán ra là một cách rất là phiêu. Tôi gọi là thời điểm bây giờ tại Nhân Trạch, nếu mà các chị nào mua đất nông nghiệp thì rất là phiêu nhé, và khả năng trắng tay khá là cao khi mà đất bị quy hoạch làm dự án đó. Chính vậy mà các chị phải phải lưu ý cái điều đó nhá, trước khi chúng ta sang chúng ta phải đặt rất nhiều câu hỏi và rất nhiều phương án dự phòng. Và tôi biết bây giờ rất nhiều các nhà đầu tư họ đang đợi hàng ra, đúng không? Trước đó họ đã gom rất nhiều bất động sản, bây giờ họ đang đợi ra để thu hồi vốn về và thu về cái dòng tiền lời của mình đó. Và trước bây giờ rất nhiều các nhà đầu tư khác họ bắt đầu họ kéo về, bởi vì là thông tin cây cầu Cát Lái rồi sân bay Long Thành, chính vậy mà họ nhảy vào để họ tiếp tục họ đầu cơ. Thế nhưng tôi nói rồi, mỗi người sẽ có một chiến lược khác nhau, đúng không ạ? Tại thị trường Nhân Trạch thì tôi chưa có cái thương vụ nào cả, bởi vì là tôi vẫn biết là có rất nhiều người kiếm được rất nhiều tiền ở đó nhưng nó phù hợp với chiến lược của họ. Còn đối với chiến lược của tôi thì tôi sẽ không đầu tư, tôi vẫn chưa đầu tư ở đây đó. Thì nó có đều có lý do của tôi, bởi vì nó không phù hợp với chiến lược của tôi. Chính vậy mà tất cả những lời khuyên của tôi, đúng không, nó dựa vào cái chiến lược cá nhân và cái tư duy cá nhân của tôi thôi, quan điểm cá nhân của tôi đó. Đôi khi nó phù hợp với tôi nhưng chưa chắc là phù hợp với các anh chị. Chính vậy mà đôi khi các anh chị là những nhà đầu tư thích lướt sóng, đúng không, và chấp nhận những rủi ro đó và cái số tiền các chị nó sẽ khác, thì tôi nghĩ rằng
Nhân Trạch cũng là một nơi có thể là các chị lựa chọn, bởi vì đôi khi nó phù hợp được. Bởi vì các chị biết là cũng rất nhiều người đang kiếm được rất rất nhiều tiền tại thị trường Nhân Trạch. Thế nhưng cũng rất nhiều người đang phải lỗ và đứng hình ở đây. Hãy nên nhớ là Nhân Trạch đang có rất nhiều các khu đô thị ma đang hiện hữu, và đó là bài học dành cho các anh chị lướt sóng, đúng không? Tôi vẫn biết là các anh chị có thể kiếm rất nhiều tiền. Thế nhưng hãy nên nhớ, không có gì màu hồng cả. Có thể trong cái game này các chị sẽ là người sẽ dừng chân và chôn vốn ở đây rất là lâu. Và đó là một trong những bài học mà các chị có thể là, nếu các chị chấp nhận được, đúng không? Vì đôi khi là trong 10 thương vụ các chị chết vài thương vụ, các chị thắng vài thương vụ thì nó có đâu sao đâu, đúng không? Vì nó phụ thuộc vào tùy chiến lược của mọi người. Đó là góc nhìn của tôi. Rồi, nếu mà chị muốn tôi review một khu nào đó hay là quan điểm các chị, thì các chị có thể là comment ở dưới video này, đúng không? Hay là các chị muốn trình bày một quan điểm